Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, trong đó nhấn mạnh đến sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi thành công đại dịch Covid-19. 29 học viên cao học khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Phật học. Âm nhạc Phật giáo Việt Nam luôn được bồi đắp, phát triển qua nhiều thế hệ và ngày càng có nhiều ca khúc mang nhiều cảm xúc hơn qua cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên. Sáng nay ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, thảo luận đóng góp cho chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nửa cuối năm 2020. Điểm nhấn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 là đã phối hợp với toàn xã hội, đồng tâm thực hiện công tác phòng chống và đẩy lùi thành công đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, tính đến hết tháng 6 năm 2020, đã có 136.000 lượt cá nhân tổ chức ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp với giá trị hơn 964 tỷ đồng. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã phát động các tự viện, chư tăng ni, đồng bào Phật tử đóng góp với tổng số tiền và hàng hóa hơn 100 tỷ đồng, thể hiện sự đi đầu trong cuộc chiến chống bệnh dịch thế kỷ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp 6 cái phòng áp lực âm, trang thiết bị y tế, phát khẩu trang, có thể nói là một trong những cái đơn vị đi đầu trong việc là phát khẩu trang cho người dân để mà phòng chống dịch bệnh. Với cái từ thiện xã hội là lên đến gần 100 tỷ đồng thì được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố tham gia cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái cuộc phòng chống dịch Covid-19. Nhân hội nghị, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã có phát biểu tham luận, góp ý kiến để nâng cao chất lượng cho các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2020. Qua đó, Thượng tọa đề nghị cần chú trọng vào công tác dân vận, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và những biện pháp phát triển kinh tế sau dịch. Cùng với đó, Thượng tọa thể hiện mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những đề xuất phù hợp với chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vừa qua, để chư tăng ni xuất gia thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng hạ nhằm thúc liễn thân tâm, trau dồi giới định tuệ theo luật Phật thế, các trường hạ thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La và tỉnh Hải Phòng đã trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp khóa an cư kết hạ phần lịch 2564, dương lịch 2020. Từ sáng sớm, trước lễ khai pháp, chư hành giả đã vân tập để kiểm chứng, thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và sau đó kết giới an cư. Tỉnh Sơn La có một trường hạ duy nhất tại chùa Trúc Lâm Hương Quốc với 30 hành giả an cư. Trường hạ đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La giữ ngôi đường chủ. Nội dung giảng dạy bao gồm cả nội điển và ngoại điển, giúp hành giả tiến tu đạo nghiệp và đảm bảo việc phòng dịch Covid-19. Trong khi đó, năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức an cư cho 309 chư tăng ni địa phương tại 3 cơ sở gồm Tổ đình Dư Hàng, tức chùa Phúc Lâm, Tổ đình Phổ Chiếu và Tổ đình Thắng Phúc. Lễ đối thú an cư toàn thành phố diễn ra tại chính điện Tổ đình Thắng Phúc với các nghi thức niêm hương bạch Phật, đánh lễ chư vị tổ sư tại tổ đường, tác pháp yết ma, khai trung, công bố phạm vi bên trong và bên ngoài giới trường. Tại Thái Lan, ngày 6 tháng 7 vừa qua, chư tăng nước này đã cử hành khóa lễ Khao Phansa, bắt đầu 3 tháng tịnh tu. Từ khóa lễ này, chư tăng không rời khỏi chùa, còn người dân thường xuyên đến chùa cúng dường thực phẩm và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Lệnh cấm bán rượu đã được chính phủ Thái Lan công bố hiệu lực vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 6 tháng 7 nhằm đem đến sự tôn nghiêm nhất cho ngày lễ Khao Phansa. Trong những ngày này, ở Thái Lan, nhiều nghi lễ trang trọng diễn ra để người Phật tử Thái khắp đất nước phát tâm dâng cúng phẩm vật đến chư tăng tịnh tu và tổ chức rước đèn vào ban đêm rất đặc sắc. Riêng chư tăng, trong thời gian an cư tịnh tu cũng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Theo lịch Thái Lan, chư tăng sẽ tịnh tu trong 3 tháng, từ mùng 6 tháng 7 đến mùng 1 tháng 10 năm 2020. Dịp này, nhiều thanh niên Thái Lan cũng xuống tốc tập sự trong chùa để báo hiếu và cầu nguyện cho bố mẹ. Đây là truyền thống tốt đẹp của người dân Thái Lan. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7, 29 tăng ni sinh là học viên cao học khóa 1 2017-2019 thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học. Theo đánh giá của Hội đồng phản biện, một số luận văn có phát hiện mới thể hiện nỗ lực nghiên cứu, học tập nghiêm túc của tác giả. Từ năm 2012, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được phép đào tạo thí điểm chương trình đào tạo thạc sĩ Phật học theo hai hình thức là đào tạo từ xa và đào tạo tập trung. Đối tượng dự tuyển không chỉ là tăng ni sinh mà còn có nhiều cư sĩ Phật tử. Không quản khó khăn về điều kiện học tập, tuổi tác, nhiều học viên đã hoàn thành tốt luận văn của mình theo hướng dẫn. Vì cái ấp ủ về vấn đề Phật giáo mà ứng dụng trong vấn đề giáo dục trẻ đó, thành ra đây là cái đề tài mà cô chọn, cô rất là hoan hỷ. Đây là sự nghiên cứu liên tục, chứ không phải mà có gián đoạn mình nhảy vô là rất khó khăn. Thành ra nó liên tục, thành ra mình thấy cũng thoải mái thôi, không có gì khó khăn hết, mà còn thích thú nữa. Nhìn chung là có những cái bài luận văn là khá, là từ hình thức cho đến nội dung, rồi có những cái bài văn thì cũng là trung bình, và cũng có những cái bài văn kém, nhưng mà những cái bài văn kém đó thì ít. Tùy theo trình độ của học viên mà mình linh hoạt và mình sử dụng những cái phương pháp hay là cái nghệ thuật để giúp cho học viên là cuối cùng là cũng hoàn tất cái bản luận văn. Người đó là ai? Tôi cũng còn biết là giàu hay là nghèo, không còn biết. Ở đây chỉ một cách khi mà đi vào trong cái chuyện mà để học hành thì đánh giá một cách nghiêm túc và không thiên vị. Thì cái với mục đích là nhằm làm thế nào để đào tạo cho một cái người kế thừa nó có một cái khả năng trình độ thật sự, chứ không muốn rằng đó là một cái trình độ chỉ có cái bằng mà không có về cái thực chất. Và nếu như chúng ta không làm như vậy thì đó là một cái sự nguy hại trong tương lai, và nó sẽ dẫn đến sự không dẫn chỉ làm hại cho Phật giáo mà còn hại cho dân tộc nữa. Các luận văn lần này tập trung vào lịch sử và triết học Phật giáo, trong khi phần lịch sử Phật giáo chủ yếu nghiên cứu tự viện, thì luận văn triết học Phật giáo nghiên cứu việc ứng dụng đạo Phật vào đời sống. Theo đánh giá, nhiều công trình luận văn thể hiện sự đột phá với các phát hiện mới, tạo sự quan tâm từ hội đồng phản biện cũng như người tham dự và có tính ứng dụng cao. Cái tính phù hợp với cái thực tế của xã hội chúng ta, cũng như là cái tính năng nổ của Phật giáo được nâng lên qua những cái luận văn đó. Và thật sự mà nói thì những luận văn như vậy sẽ góp phần làm phong phú thêm cái gia tài văn học văn hiến của nhà Phật, và nó nâng cái mặt bằng nhận thức của những người xuất gia cũng như những người tại gia lên một cái mức độ cao hơn. Hiện có hơn 300 học viên cao học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 22 học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Phật học. Từ đầu năm đến nay, học viện đã tổ chức 2 đợt bảo vệ luận văn cao học cho 36 học viên. Các học viên còn lại tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và sẽ được bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong thời gian tới. Tiếp nối những hoạt động tốt đẹp và mang lại ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, nhiều tự viện, chư tăng ni, quý Phật tử ở các địa phương đã tổ chức tặng quà hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ, phát cơm chay từ thiện, khai trương các gian hàng tiện ích trong thời gian vừa qua. Hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Chùa Huyền Trang, Trung tâm nhân đạo Từ Tâm huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tổ chức chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh tại địa phương. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà đến gia đình chính sách, cựu chiến binh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn và những người tàn tật khó khăn trong huyện. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Minh Đạo đã trao tặng 300 phần cơm chay đến với người dân để gieo duyên và kết nối yêu thương. Bên cạnh đó, chùa còn hỗ trợ 100 phần quà gồm gạo và mì gói cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là hoạt động thường xuyên của chùa, diễn ra vào ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng âm lịch. Trong khi đó tại Cà Mau, chùa Vạn Phước tại xã Rạch Trèo, huyện Phú Tân đã khai trương gian hàng tiện ích không đồng cho 400 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại đây, người dân có thể tự chọn cho mình những vật dụng cần thiết với tổng trị giá 200.000 đồng như tập học sinh, gạo, mì và nhu yếu phẩm. Được biết, tổng kinh phí để thực hiện gian hàng tiện ích lên đến 80 triệu đồng. Nội dung tiếp theo của bản tin An Viên 24 giờ, Hành Trình Đỏ đến với các tỉnh Tây Nguyên với mục tiêu phấn đấu vận động 7.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Chiêm ngưỡng những nét chạm trổ tinh xảo của các tác phẩm điêu khắc được chế tác từ trầm hương. Quý vị, trong tâm thức mỗi người Việt, kho tàng âm nhạc Việt Nam mang giá trị rất lớn. Đôi khi, yêu thích một ca khúc nào đó không chỉ vì giai điệu, ca từ mà còn bởi cảm giác mà bài hát đó mang lại. Trong không gian âm nhạc, mỗi người có thể chìm đắm câu chuyện đời từng trải nào đó để rồi có thể hiểu, thức tỉnh cho cuộc sống hiện tại. Và cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên cũng đang trong hành trình tìm kiếm những bài hát Phật giáo đầy cảm xúc như vậy. Những cuộc họp gấp, những lần tranh luận không hồi kết là việc diễn ra thường xuyên trong suốt 10 tháng vừa qua trong khuôn khổ cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên. Từ tháng 10 năm 2019, cuộc vận động đã được phân ban đặc trách văn hóa Phật giáo Tây Nguyên phát động. Hàng chục tác phẩm từ 5 tỉnh Tây Nguyên gửi về. Thì theo ba cái đề án lớn của Ban Văn hóa Trung ương, thì chúng tôi thực hiện ba cái chủ đề chính. Nó mang cái đậm nét cái văn hóa khu vực vùng miền, thì đó là âm nhạc, kiến trúc và lễ hội. Âm nhạc là một cái mảng đầu tiên chúng tôi thực hiện để đem những cái tác phẩm mang cái sắc thái văn hóa Phật giáo, mang âm hưởng Tây Nguyên đến cho tất cả mọi người. Âm nhạc Phật giáo Việt Nam đã được bồi đắp, phát triển qua nhiều thế hệ. Trong phạm vi cuộc vận động, các văn nghệ sĩ Phật tử Tây Nguyên đã cùng nhau sáng tác những ca khúc với nội dung về Phật Pháp, về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình và cả về tình yêu đôi lứa theo đạo đức Phật giáo. Ban tổ chức cũng vận động các tác giả làm thế nào sử dụng cái âm hưởng nhạc dân gian Tây Nguyên vào trong cái tác phẩm của mình. Cái điều đấy nó làm cho nó phong phú cái tính chất âm nhạc. Thế thì qua một số bài của cái giai đoạn 1 đấy thì đã thấy ngoài những cái sự thành kính trang trọng, cái lòng yêu mến đối với Phật Pháp thì có những cái bài dựa trên âm hưởng dân ca Tây Nguyên rất là dễ thương. Các tác phẩm tham gia cuộc vận động đều được trau chuốt kỹ càng, từng câu, từng chữ âm vang, thấm thía. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng có thể hiểu người sáng tác đã đặt cả cái tâm, cái tình của mình trong mỗi giai điệu âm nhạc Phật giáo. Cùng với đó, sự hưởng ứng nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, Phật tử tham gia sáng tác chính là niềm vui, niềm hân hoan và động viên cho ban tổ chức. Đúng là cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên là một nét rất mới trong phong trào sáng tác âm nhạc. Chúng tôi đã nhận được 56 ca khúc. Cái lực lượng tham gia cuộc vận động lần này thì quá nửa là các nhạc sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là điều đó cũng khẳng định cái chất lượng âm nhạc của ca khúc lần này khá tốt. Để hoàn thiện ca khúc, các tác giả đã tốn rất nhiều công sức, thời gian, có những bài hát phải sửa biết bao nhiêu lần mới hoàn chỉnh. Và quan trọng hơn, muốn thể hiện một cách trọn vẹn, sâu lắng, người biểu diễn cũng cần luyện tập rất nhiều và cất tiếng hát bằng cả trái tim của người con Tây Nguyên. Con được sinh ra ở thành phố Buôn Ma Thuột, vùng đất Tây Nguyên, nên là từ khi còn nhỏ con đã nghe được rất là nhiều cái bài hát có mang cái phong cách nhạc của Tây Nguyên. Và khi mà con được hát bài hồi lên đi lễ chùa thì con cảm thấy bài hát rất là hay, và có rất là nhiều ý nghĩa. Dù viết về bất kỳ chủ đề nào, tình yêu, tình cảm gia đình hay lòng hiếu nghĩa, tấm lòng thuần khiết hướng về giáo lý giải thoát, thì những bài hát Phật giáo này mang đậm âm hưởng, đậm chất Tây Nguyên, được thể hiện bởi chính con người nơi Đại Ngàn cùng những nhạc cụ dân tộc truyền thống, mang lại cảm xúc đặc biệt, góp phần vào sự thành công vang dội trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên và giữ gìn, bảo tồn nền âm nhạc Phật giáo dân tộc. Lời ru mình mang trong gió, đưa con qua tháng qua ngày, lời ru theo năm theo tháng, thênh thênh à ơi. Vâng, âm nhạc giống như dòng suối mát nuôi dưỡng tâm hồn con người, Phật pháp lại như ngọn gió thổi thêm vào đó niềm tin, sự hướng thượng cao quý, giúp thính giả quay về với giá trị tích cực. Có những bài hát đã ra đời như thế, thể hiện tâm thành kính tri ân và nương tựa dưới chân dung giáo lý giải thoát của Đức Phật. Duyên chưa dẫn đến với Phật pháp. Ít ai biết rằng giọng hát này được cất lên từ một thầy giáo dạy vật lý. Con mê lầm trong bụi hồng trần. Chú Giang bén duyên với nghề giáo đã mấy chục năm nay. Yêu khoa học, yêu vật lý, dù ở cái tuổi đã ngoài lục tuần, chú vẫn nhiệt huyết truyền đam mê của mình đến các em học sinh. Cũng vì lẽ đó, người thầy giáo luôn trăn trở với ý niệm các nhà khoa học có thể dựa vào Phật pháp để tạo nên các công trình khoa học kỹ thuật. Ban đầu, chú Giang chỉ nửa tin, nửa ngờ. Trong giáo lý của Phật pháp, nó có cái gì na ná giống với môn vật lý. Những bài mà mình đang giảng cho học sinh. Mình giảng cho học sinh về vật lý, về cái cấu tạo nguyên tử. Là các electron quay xung quanh hạt nhân thành từng lớp trong đạo Phật của chúng ta hay gọi là tâm, cái tâm thức. Tâm thức là như vậy là có năng lượng thấp hay là kém đức thì bị đầy xuống như vậy ở địa ngục. Tức là nó có mức năng lượng thấp nhất, giống như electron có năng lượng thấp nhất thì quay ở lớp trong cùng. Đấy. Còn những electron mà như vậy có năng lượng cao thì nó ở cảnh giới cao hơn. Ví dụ như loài người của chúng ta ở cảnh giới thứ tư, tức là giống như vòng thứ tư trong cái cấu tạo nguyên tử. Như một cái duyên, chú đến với Phật pháp. Chiếc điện thoại giống như người bạn tri kỷ. Bởi ở đó, chú có thể nghe những bài thuyết giảng Phật pháp hàng ngày, hàng đêm. Cứ rảnh, chú lại nghe. Hay những bài kinh Phật, bài viết về Phật giáo cũng trở thành sách gối đầu giường. Tưởng chừng như chỉ những người khô khan mới đam mê khoa học. Thế nhưng, chú Giang lại có một tâm hồn bay bổng, một tình yêu âm nhạc bất tận. Guitar, piano, chú đều thành thạo cả. Hay cả việc viết nhạc, phối khí, chú cũng tự tay làm hết. Những thiết bị tưởng chừng đã cũ này lại là kho báu để đời. Biết bao nhiêu bài hát được thay nghén từ đây. Quả thực, để sáng tác nên những ca khúc Phật giáo chẳng phải điều dễ dàng. Khi sáng tác ca khúc thì về ngôn ngữ của Phật thì rất là khó, rất là trừu tượng và rất là sâu. Đấy. Đi sáng tác ở những trại sáng tác về viết về đời thường thì mình chỉ có một tuần thôi là mình cũng có thể làm hoàn chỉnh một ca khúc. Nhưng khi sáng tác nhạc Phật, tôi đã phải trằn trọc tới 4-5 tháng trời. Đêm, ngày, nghe thuyết pháp. Ca khúc Con Xin Nương Tựa đã được mang đi tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên và được ban tổ chức đánh giá rất cao. Ẩn sâu trong từng câu, từng từ, từng nốt nhạc là tâm hướng quỳ ngưỡng Tam Bảo. Kiếp người của chúng ta lanh quanh với cái vòng luẩn quẩn và vòng luân hồi thì đó chính là sự đầy đọa. Đạo Phật giúp cho chúng ta thoát ra cảnh đầy đọa đó. Và tôi viết cái bài Con Ăn Năn Xin Nương Tựa, tức là tôi thực sự đã ăn năn với chính và sám hối và tôi xin được quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Hành trình bước vào con đường tu tập, dẫu nhiều chông gai, thử thách, thì mỗi người con Phật vẫn xin được nương tựa nơi Ngài. Và lời bài hát "Con xin nương tựa" cũng chính là tiếng lòng cất lên từ người Phật tử có tâm thành kính. Phật Pháp vô biên ánh sáng đạo vàng, giải thoát chúng sinh khỏi kiếp đọa đầy. Dân nhân loại đến chân thiền mỹ, niết bàn hiện hữu cõi nhân gian. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, tại trường tiểu học Đa Kia B, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Ban chấp hành tỉnh đoàn Bình Phước đã trao tặng bằng khen cho em Thái Đình Nhân, học sinh lớp 5A4, đã có hành động đáng biểu dương là nhặt được 50 triệu đồng trên đường và trả lại cho người bị mất. Trước đó, hôm 4 tháng 7, trên đường từ cửa hàng tạp hóa về nhà, cậu bé Thái Đình Nhân thấy một cọc tiền nằm dưới bánh xe tải bên đường. Em mang vào nhà người dân gần đó hỏi thăm để trả lại người mất. Khi thấy Nhân hỏi, ông Đặng Duy Đức đã kiểm tra và phát hiện là cọc tiền của ông bị rơi. Nhận lại số tiền, ông Đức tặng Nhân 1 triệu đồng nhưng em không nhận. Sau đó, ông Đức tìm đến nhà thì biết hoàn cảnh gia đình của em rất khó khăn. Ba mẹ làm ăn xa, Nhân và em gái ở với bà nội. Cảm ơn việc làm tốt của Nhân, ông Đức đã tặng gia đình em 11 triệu đồng, đồng thời xin nhận Nhân làm cháu nuôi để hỗ trợ phí học tập sau này. Ông Đức cũng tặng trường tiểu học Đa Kia B 3 triệu đồng làm quỹ khen thưởng cho học sinh có việc làm tốt. Đây là lần thứ hai Nhân nhặt được tiền và trả lại cho người mất. Không chỉ là con ngoan trò giỏi, hành động của em đã và đang được chia sẻ rộng rãi, là tấm gương sáng giữa đời thường, lan tỏa phong trào nói điều hay, làm việc tốt. Lễ ra quân chương trình Hành Trình Đỏ năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Giọt Hồng Tây Nguyên vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar. Kéo dài trong 2 tháng, chương trình phấn đấu vận động 7.000 người đăng ký, dự kiến tiếp nhận 5.600 đơn vị máu. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong 2 tháng, chương trình Hành Trình Đỏ sẽ diễn ra tại 6 địa phương khác nhau. Trong ngày đầu ra quân, đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đã tới đăng ký hiến máu. Chỉ trong một ngày tại huyện Ea Kar, chương trình đã thu hút gần 2.000 người đăng ký, tiếp nhận trên 1.100 đơn vị máu. Hiến máu thì được 30 lần. Đối với tôi thì phải nắm bắt từng ngày, từng giờ và trong cái thời điểm nào thì là hiến máu, thì là tôi đăng ký để đi hiến máu thì tôi vận động là bà con nhân dân và anh em trong là nội tộc và con cái để lấy đi hiến máu. Trong 2 tháng diễn ra chương trình tại tỉnh Đắk Lắk còn có hoạt động diễu hành, tuyên truyền lưu động chương trình Hành Trình Đỏ trên các trục đường chính của huyện Ea Kar và tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là năm thứ 7 chương trình Hành Trình Đỏ diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những năm gần đây, chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của chính quyền và người dân địa phương. Một trong những cái điểm mới của các cái Hành Trình Đỏ, đa số cũng không phải là đa số mà rất là nhiều tỉnh, trong đó có Đắk Lắk đã tổ chức các cái Hành Trình Đỏ theo một cái phương thức nó mới hơn, tức là đưa về các cái huyện. Và qua các câu chuyện này thì cũng cho chúng ta thấy rằng là các cái huyện, ban chỉ đạo các huyện cũng như là đồng bào dân tộc ở các huyện cũng rất là sẵn sàng và rất là tích cực tham gia vào cái Hành Trình Đỏ của 2020 này. Tính tới ngày 6 tháng 7, chương trình Hành Trình Đỏ năm 2020 đã diễn ra ở 15 tỉnh thành phố trên cả nước, tiếp nhận trên 11.000 đơn vị máu. Đây là chương trình có ý nghĩa đối với cộng đồng xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng chất lượng, hiệu quả. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2020, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, Liên hoan Diều Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất vừa diễn ra tại Nam Định với sự tham dự của 60 câu lạc bộ. Liên hoan Diều toàn quốc là hoạt động nhằm bảo tồn trò chơi dân gian, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật diều sáo Việt Nam. Liên hoan Diều năm nay quy tụ gần 60 câu lạc bộ diều với 500 hội viên từ 40 tỉnh thành trong cả nước, tranh tài ở 2 nội dung thi, diều thiết kế đẹp và kỹ thuật làm diều tại chỗ. Đây là chuỗi các hoạt động chào mừng tục chơi diều sáo trong lễ hội sáo đền vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là dịp để người có cùng thú chơi, niềm đam mê diều sáo tại các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Thưa quý vị, và trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm thủ công được chế tác từ cây gió bầu. Đây là cây tạo ra trầm hương và kỳ nam. Qua đôi bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân, cây gió bầu đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật, nhất là các tác phẩm Phật giáo đầy giá trị trong cuộc sống hàng ngày của Phật tử. Đây là ngày thường nhật của chị Lưu Thanh Huyền, một nghệ nhân chuyên chế tác nghệ thuật từ các loại gỗ quý. Lúc này, chị Huyền đã hoàn thiện công đoạn cuối cùng của bức tượng Quan Âm, được làm từ nguyên liệu cây gió bầu thiên nhiên đã tích tụ trầm hương. Chị Huyền yêu thích công việc này từ nhỏ, bởi gia đình có nhiều đời làm nghề thủ công điêu khắc. Chị đem hết đam mê và tâm thành kính dâng lên Đức Phật. Cái giáo lý của Phật cho mình những cái cảm xúc tốt nhất, khi vui hay là khi buồn, thì nhìn vào một bức tượng Phật mà mình lại dùng nó, mình dùng trầm hương để tạc lên những bức tượng của Phật như vậy, thì ngoài mình ra thì ai nhìn vào những cái tác phẩm như vậy cũng hy vọng thấy được sự bình yên và sự che chở của Đức Phật đối với cả mỗi con người, mỗi Phật tử chúng ta. So với các loại gỗ khác, việc điêu khắc tượng Phật từ cây gió bầu không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, để thực hiện, người thợ thủ công cũng cần phải chọn lựa nguyên liệu để khi đục chạm các nét điêu khắc không bị gãy, vỡ, nhanh hư. Bên ngoài tượng Phật, khi chế tác sẽ được bao bọc bởi nhiều lớp nhựa cây gió bầu là lớp tạo hương thơm nhẹ dịu, thoang thoảng và giúp cho pho tượng cứng hơn, đẹp hơn, bền và không mối mọt. Trên thị trường, giá 1 kg trầm hương dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la Mỹ. Vậy nên, khi điêu khắc tác phẩm Phật giáo làm từ trầm hương, sao cho đẹp và không phí nguyên liệu cũng là một thử thách với nghệ nhân Lưu Thanh Huyền. Đây là một cái loại hàng hóa đặc biệt, nó khá là đắt tiền. Cho nên trong cái quá trình chế tác ấy, thì mình cần phải có những cái tỉ mỉ đặc biệt một chút. Mình cần phải có một số các cái kỹ năng, bởi vì là với những cái sản phẩm mà mình chế tác từ điêu khắc, chế tác từ trầm hương, nếu mà nó bị hỏng thì thực sự là cái chi phí nó rất là nhiều. Những bức tượng với thần thái trang nghiêm, bao dung và trí huệ mang dấu ấn riêng biệt của người thợ thủ công. Sự tận tâm, kiến thức, kinh nghiệm cũng như sự trải nghiệm cuộc sống của nghệ nhân mang đến nét đẹp cao quý của tượng Phật. Có thể nói, mỗi bức tượng Phật bằng trầm hương là kết quả của sự phối hợp tinh tế giữa niềm tin tôn giáo và nghệ thuật điêu khắc truyền thống. Đối với cả Phật giáo, trầm hương là cái thượng vật để dâng lên trời, dâng lên Phật. Mình đem một cái thượng vật, một cái vật phẩm mà trời đất ban tặng để tạc lên những bức tượng Phật. Mình hy vọng và mình nghĩ rằng là nó, bức tượng Phật luôn luôn tỏa hương thơm ngát như là cái giáo lý của Đức Phật đối với cả mỗi con người chúng ta. Dù rằng về hình tướng, những bức tượng Phật không hề giống nhau, nhưng tâm thành kính của người sáng tạo thì lại luôn trọn vẹn. Khi tâm hồn trong sáng, thái độ yêu nghề và trân trọng sản phẩm mình làm ra, người thợ mới có duyên chạm khắc được nét thần thái, thổi đều vẻ oai nghiêm của Đức Phật mà tượng trầm hóa thân. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lưu tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.